Hoàng Bân, Trương Lệ Dĩnh sẽ mất rất nhiều đại ngôn. Kỳ thật trong ngành giải trí, nữ minh tinh sau khi sinh con liền lập tức quay trở lại công việc chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Trương Lệ Dĩnh đã không xuất hiện công khai trước truyền thông hơn nửa năm, nhưng nhân khí và lưu lượng của cô không hề suy giảm. Số lượng fan hâm mộ mong chờ thần tượng quay lại đóng phim cũng vô cùng nhiều. Tuy nhiên, gần đây trên mạng đang lan truyền tin tức có một tài khoản bắt quái tự vạch trần Trương Lệ Dĩnh và người đại diện cũ Hoàng Bân đang cấu xé lẫn nhau. Theo đó, Trương Lệ Dĩnh giải ước với Hoàng Bân gây nên huyên náo rất lớn chứ không phải yên bình như bề ngoài của nó. Gần đây, Hoàng Bân vì giúp nghệ nhân của mình tranh thủ lấy tài nguyên mà gây không ít tổn hại cho Trương Lệ Dĩnh. Vì vậy, cả hai đã chấm dứt liên lạc và cắt đứt quan hệ. Khi giải ước, nàng Tiểu Hoa cũng nhanh chóng xóa tên Hoàng Bân ra khỏi phần giới thiệu của mình trên Weibo. Tháng 10 năm ngoái, Trương Lệ Dĩnh phát Weibo thông báo cùng Hoàng Bân giải ước, cảm ơn Hoàng Bân đã nỗ lực, chúc sự nghiệp của Hoàng Bân ngày càng huy hoàng. Người đại diện này cũng đáp lại, chúc Trương Lệ Dĩnh bước vào giai đoạn nhân sinh mới. Nhìn bên ngoài, đây là cuộc chia tay hòa bình và êm đẹp. Thế nhưng bài đăng chia tay công ty cũ này cũng nhanh chóng bay màu khỏi Weibo của nữ diễn viên. Rất nhiều lần trên mạng đưa tin bản chất của việc này không đơn giản như vậy. Khi Trương Lệ Dĩnh và Hoàng Bân giải ước đã gây ra một cuộc tranh cãi nội bộ rất lớn giữa hai bên, đối phương tỏ ra rất khó chịu. Thật sự nguyên nhân của việc kết thúc hợp đồng này là có khúc mắc khác. Đương nhiên, những lời nói này chưa được chứng thực độ chính xác. Mối quan hệ giữa Trương Lệ Dĩnh và Hoàng Bân như thế nào thì người ngoài giới như chúng ta không thể nào rõ được. Trước mắt chỉ có thể biết được rằng toàn bộ tài nguyên của Trương Lệ Dĩnh đối với Hoàng Bân là không còn mối liên quan. Nếu những lời vạch trần kia là thật, e rằng tài nguyên trên tay của nữ diễn viên sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Năm 2017, sau thành công vang dội của Sơ Kiều Chuyện, nhân khí của Trương Lệ Dĩnh tăng nhanh chóng mặt, trở thành tiểu hoa có lưu lượng thuộc top đầu, tài nguyên thời trang cùng quảng cáo đại ngôn ùn kéo đến như sô-cô-la, đồng hồ nổi tiếng, trang sức, xa xỉ phẩm. Từng lĩnh vực đại ngôn khác nhau đều tìm đến nàng tiểu hoa. Thời kỳ Trương Lệ Dĩnh đại bạo về mặt tài nguyên không thể không kể đến công sức của Hoàng Bân. Người đại diện này rất có tiếng nói trong giới giải trí, là nhà sản xuất, chuyên gia marketing, còn có thời gian hợp tác dài hạn với đạo diễn Trần Khải Ca. Năm 2011, phòng làm việc của Huỳnh Hiểu Minh được thành lập. Lúc ấy, Hoàng Bân đảm nhiệm vai trò CEO kiêm chủ quản, tổng phụ trách lo toàn bộ mọi việc cho Huỳnh giáo chủ. Phương tiện xử lý cho nghệ thuật của Hoàng Bân vô cùng thực lực, chậm rãi mà vững chắc, tích lũy cho nghệ sĩ của mình không ít tài nguyên. Về sau, Hoàng Bân rời khỏi phòng làm việc của Huỳnh Hiểu Minh, tự mình mở công ty và bắt đầu cần lực lăng xê cho Trương Lệ Dĩnh. Hai người cộng tác không đến 2 năm, từng có một giai thoại chỉ trong vòng 2 tháng, Hoàng Bân mang về cho Trương Lệ Dĩnh liên tiếp 8 nhãn hiệu đại ngôn, thay đổi hình ảnh từ một cô gái dễ thương thành nữ thần ấm áp, mang về vô số fan hâm mộ cho nàng diễn viên họ Triệu. Trương Lệ Dĩnh xuất thân khó khăn, không có chống lưng. Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, cô ấy đã cố gắng rất nhiều. Nhưng nếu tự thân không có sự giúp đỡ, rất khó có thể tìm được tài nguyên trong giới. Trương Lệ Dĩnh của ngày hôm nay cũng có công rất lớn từ Hoàng Bân. Bây giờ cả hai đã ngừng hợp tác, Trương Lệ Dĩnh trở lại làng giải trí sau thời gian ở ẩn để sinh con, tài nguyên chắc hẳn sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên thì bà xã của Phùng Thiệu Phong cũng có dự tính cho riêng mình. Cô hợp tác với công ty của hai chị em Lý Băng Băng và Lý Tuyết dưới danh nghĩa là đối tác chiến lược, không phải nghệ nhân dưới trướng. Với kiểu ký kết này, đương nhiên Trương Lệ Dĩnh sẽ có tiếng nói hơn. Bên cạnh đó, việc hợp tác với Đại Hoa cũng giúp cho nữ diễn viên chuyển hướng phát triển ở lĩnh vực màn ảnh rộng nhằm tăng địa vị và ảnh hưởng trong giới với những giải thưởng chuyên môn nghệ thuật.